Dạ, xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân Bến Tre sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị về cái kích cỡ cũng như giá của cây thần kỳ. Thì ở bên tay phải Ngọc Ngân đây là cây thần kỳ này, thì nhà Ngọc Ngân thì đã trồng được 3 năm rồi quý cô chú anh chị. Khi mà mình trồng tầm khoảng 8 tháng là cây nó đã bắt đầu cho trái rồi. Thì khi mà cây nó càng lớn thì cái trái nó sẽ càng nhiều. Thì ở đây là cái hoa của cái thần kỳ á quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có thấy là những cái hoa nhỏ nhỏ nó mọc ở nếp lá, nó mọc rất là nhiều. Rồi khi trái chín thì nó sẽ có màu đỏ tươi. Cái ứng dụng của cây thần kỳ á thì nó có rất là nhiều ứng dụng luôn á quý cô chú anh chị. Ứng dụng đầu tiên phải kể đến đó chính là cái bonsai. Thì cái loại này á thì cái cạnh nhánh nó cũng dẻo giống như cây mai vàng vậy đó. Thì mình có thể uống sữa bonsai mình tạo kiểu. Và cái thứ hai nữa, cái trái của thần kỳ á nó sẽ màu đỏ. Nó có màu đỏ tươi luôn á, nó rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Những cái gì mà màu đỏ thì nó đem đến sự may mắn cho mình á, thì nên quý cô chú anh chị nào mà mình chưa có cây thần kỳ á thì mình có thể sưu tầm một cây để mình chơi nha. Nó rất là đẹp và nó có trái nó cũng rất là đẹp. Và một ứng dụng rất là quan trọng của trái thần kỳ nữa là nó làm cho mình á, khi mà mình ăn chua nó sẽ thành ngọt, khi mình ăn cay thì nó sẽ không có cảm giác bị cay. Và cái điều đặc biệt nhất á, quý cô chú anh chị đừng có ứng dụng này nhiều quá, tại vì ví dụ như mình ăn, ví dụ như nó làm mình mất cái vị giác tạm thời á, nên nhiều khi mình ăn chua nhiều quá thì là nó sẽ bị hại cho bao tử. Thì sau đây Ngọc Ngân sẽ test thử nha. Thì trước hết để mà mình ăn chanh tắc á, mà để cho nó ngọt á, thì trước hết là mình phải ăn trái thần kỳ vô. Khi mà mình ngậm cái trái thần kỳ tầm khoảng 20 giây là mình có thể bắt đầu ăn chanh tắc được rồi á quý cô chú anh chị. Thì mình sẽ lựa những cái trái thần kỳ nó chín màu đỏ tươi như vậy nè là mình có thể sử dụng được rồi. Ở đây có cây chanh Ngọc Ngân hái luôn nha. Mình sẽ ngậm trái thần kỳ trong khoảng thời gian là tầm khoảng 20 giây. Cái trái thần kỳ thì nó có vị ngọt ngọt, mình ăn xong thì nó cũng ngon đó. Đây là một trong những cái loại trái cây thiên nhiên mà ở nhà mình có thể trồng được. Khi mà trái nó chín càng mùi thì cái vị ngọt nó càng nhiều. Ở trong thì nó có cái hạt vậy thôi. Rồi ở đây là một trái chanh nha, Ngọc Ngân sẽ ăn thử nha. Cái này thì mình ăn ít thôi, ăn để mình ăn cái chanh này bây giờ là nó ngọt y chang như cái cam sòn, cam mật của mình vậy đó. Ăn rất là ngọt luôn, nhưng mà nó sẽ rất là hại cho bao tử của mình, tại vì bản chất của chanh thì nó vẫn chua, giống như là nó đánh lừa cái vị giác của mình thôi. Ngọc Ngân bỏ cái lớp vỏ ngoài cái. Ăn cái miếng này cũng được, nhưng mà mới buổi sáng là chưa có ăn sáng nên chưa có dám ăn nhiều á, nên chỉ ăn một miếng nhỏ thôi nha. Cực kỳ ngọt luôn á quý cô chú anh chị. Ăn nó rất là ngọt, nhưng mà quý cô chú anh chị hãy nhớ Ngọc Ngân dặn nha, là mình đừng có ăn cái này nhiều, nó sẽ hại cho bao tử. Và một cái ứng dụng đặc biệt á mà quý cô chú anh chị thường mua thần kỳ bên nhà Ngọc Ngân á, đó chính là cái ứng dụng mà uống thuốc á quý cô chú anh chị. Tại vì thuốc thì thường thì ở Việt Nam mình thì có rất là nhiều loại thuốc nè, từ loại thuốc Bắc cho tới loại thuốc Nam nè, thuốc Tàu nè, những cái loại đó thì nó rất là đắng và nó khó uống. Thì quý cô chú anh chị sẽ trồng cái loại cây này để khi mà mình ăn vô mình uống thuốc thì mình sẽ không có còn cảm giác đắng nữa. Thì đó là ứng dụng quan trọng nhất của cây thần kỳ. Thì nãy giờ nói nhiều quá mà chưa có giới thiệu tới cây giống á, thì sau đây Ngọc Ngân sẽ có cung cấp cây giống á. Cái loại thứ nhất là đang trồng ở trong cái chậu C8. Thì chiều cao của cây tính từ miệng chậu đi lên á, là nó cao 2 gang tay trở lên. Thì cái loại này có giá là 120.000 đồng một cây. Thì hai cây là 240.000. Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị nha. Cái thân cây á, thì nó cỡ điếu hút trở lên, giống như cây này á, thì nó gần bằng được ngón út. Và giống như tùy cây, tùy đợt hàng, giống như cây này á, thì hiện tại nó đang có hoa. Những cái cây nhỏ như vậy á, là nó đã bắt đầu cho hoa rồi á, quý cô chú anh chị. Như cây hiện tại này thì đã 12 tháng tuổi rồi thì cây nó đã bắt đầu cho hoa. Và quý cô chú anh chị hãy thấy nè, cây thần kỳ á, khi mình trồng lâu năm á, thì nó có những cái bộ rễ nó rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Những cái rễ này sau này nó sẽ nổi lên. Mình vừa chơi kiểng bonsai nè, và mình có ứng dụng trong nhiều ứng dụng trong cuộc sống của mình nữa. Nếu mà quý cô chú anh chị nào á, mà không thích cây nhỏ thì có thể là mình trồng cái cây chậu lớn hơn. Thì cái cây này đang trồng được ở trong chậu C9. Và chiều cao của cây tính từ miệng chậu đi lên thì nó cao tầm khoảng 3 gang tay trở lên.
Thì cái loại cây này thì có giá là 200.000 đồng một cây. Thì hai cây là Ngọc Ngân sẽ bao phí tiếp toàn quốc cho quý cô chú anh chị nha. Còn cái thân cây thì nó cỡ như ngón tay cái trở lên đó quý cô chú anh chị. Những cái loại này thì đương nhiên là nó sẽ có hoa rồi. Nhưng mà tùy thời điểm quý cô chú anh chị đặt hàng thì có thể là lúc cây nó đang có hoa hoặc là đang có trái. Nhưng mà đa phần nó làm cái cây nhỏ nó ít nuôi trái được như cây bự. Ví dụ như cây bự đi, nó sẽ ra hoa và nó sẽ đậu trái nhiều. Còn cái cây nhỏ thì nó cũng ra hoa nhưng mà đa phần là nó đậu ít hoặc là hầu như nó bị rụng đó quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân trong khoảng thời gian là 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Khi mua hàng ở bên Ngọc Ngân thì quý cô chú anh chị hãy yên tâm, mình có thể lấy mỗi loại một cây, miễn sao mình kết hợp lại đủ đơn hàng thì Ngọc Ngân sẽ bao phí ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Thì xin kính chúc quý cô chú anh chị có một ngày mới thật là nhiều năng lượng nha. Và Ngọc Ngân xin kính chào quý cô chú anh chị.